giới thiệu các bác nha, hôm nay đoàn khách nước ngoài về thăm gia đình nha. Trải mình là lưới nha. Lên anh cá ở đâu, lên anh cá ở đâu. Đoàn hướng dẫn viên à? Cô nói được tiếng Đức không? Em người ta có người nói tiếng Việt được mà. Cái cô kia nói được tiếng Việt. Cô mặc quần có cá. Anh bán cái này bao nhiêu tiền? Thì để em bảo họ cho. Hàng đan tay. Nói họ là hàng đan tay thủ công. Cái cô kia thì nói được tiếng Việt. Giá thì em nói hộ thôi, chứ còn nói chuyện với người ta thì em không nói đan tay. Được anh bán. Thế đi có mỗi cái này thôi à? Đây là cái cô này, cô nói tiếng Việt bình thường như người Việt. Đây cá đấu xin giới thiệu cho các bác nha, đây là nước ngoài còn thăm luôn, ok rồi. Hả? 8 phát, 8 phát.